Hello, hello, xin chào cả nhà. Thánh quá gửi lời chúc sức khỏe tất cả các nhà đều được vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay Thánh quá tiếp tục lên sóng một con hấp bụi Hitachi ha. Lưu ý cho mình nha, con này là điện 100 nha, 100V nha. Chắc ngàn watt quá, mấy con này thường thường ngàn watt. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha, máy móc thường nguyên zin. Giờ trước tiên ha, là dây thì dài 5m, dày bự ha. Cái đó là cái ống. Đây có ống thì ok ha, không lủng nước xì hay gì trơn nha, bỏ mớp không luôn nha, cắt lại còn đẹp nha. Tay khiển bằng tay cầm thì cho luôn nhau ha, rồi mình gắn vô luôn ha. Cái gắn này thì dễ rồi, ha. Và cái đó là một cây tăng đưa ha, còn cực kỳ đẹp luôn. Nó mình tăng đưa kéo ga có vô cho này ha, bóp kèm kéo ga nó dài ha, cứ ngắt ha. Rất là tiếc là con này không có chổi lao nhiều hết, chỉ hút thôi nha, không có chổi lao nha, nên mình bán giá cũng là 650 nha. Đây máy móc thì còn cực kỳ đẹp ha, túi lọc còn rất là đẹp luôn, chưa xài luôn ha. Hút cực kỳ mạnh nha. Giờ mình test nha. Rồi, khởi động lúc này ha. Đây, mạnh nó mạnh nữa nè. Kết nối cái này vô này là ngắn ha. Đó, không có lao được ha, nó hút ha, hút rất là mạnh. Cái đó là cái ống ha. Đây cái ống mình bắt nha. Nhưng mà tăng đưa vẫn được nha, nè vẫn cứng nha, nè thấy không, ok ha. Tháo ra lúc này nào, quý khách nghe cái tiếng của em nó hút nè, khủng khiếp không, thấy không? Rồi ha, giờ tới cái vít rồi nè. Cái vít này là cực kỳ nặng nha, mình có cái vít mình hút luôn đi. Đây hút trúng luôn nha, à, bao luôn đó nha, hút cực kỳ mạnh. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi quý khách có cần thì gọi giùm em ha, nhiều khi nhắn tin em đang vệ sinh đồ không có trả lời được nha. Quý khách thông cảm giùm em, hình ảnh và video là đúng sự thật nha. Nếu như mua mà sai cho trả lại nha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh xin cảm ơn rất nhiều.